trên mạng thì nói rất nhiều về cái sản phẩm nó tên là RMN, đặc biệt là những cái bài báo không chính thức hoặc là không được kiểm chứng thì nói đây là một cái sản phẩm nó tham gia vào cái quá trình sửa cải tạo lại cái tế bào gốc, nó là DNA. Và DNA là một cái cơ quan, nó là tế bào gốc, nó giúp chỉnh sửa hoặc như là chống lão hóa của cơ thể. Và người ta nghĩ rằng cái sản phẩm này nó hỗ trợ vào cái quá trình tham gia vào cái quá trình đó, đang cho bôi hoặc là uống. Giá thì cũng không có độ đắt lắm, từ 1 đến 5 triệu lọ. Tuy nhiên là phải hết sức cẩn thận với các anh chị, là đặc biệt là cái đội đa cấp nó quảng cáo thì gọi là thần của các loại thần dược. Và những cái cơ quan nghiên cứu về cục dược phẩm của Mỹ, nó tên là FDA, thì người ta không công nhận. Thậm chí 2022 người ta đã loại bỏ khỏi hẳn nó là thực phẩm chức năng, nghĩa là không cho phép được coi là thực phẩm chức năng, vì đây là sản phẩm đang ở trong quá trình nghiên cứu. Và nghiên cứu ở đâu? Nghiên cứu ở động vật. Quay ngược lại, nếu thật sự nó có kết quả, nếu thật sự nó tốt, thì không những 1 triệu mà 100 triệu một lọ ấy, thì các những cái vị người ta hàng nghìn tỷ hoặc là nhiều nghìn tỷ, người ta cũng không tiếc, thậm chí cả triệu đô la là một lọ, người ta cũng sắm xuống tiền người ta mua. Chỉ khuyên tất cả quý vị các anh chị nên nhớ đó là cái sản phẩm nó đang thử nghiệm trên động vật và chưa có một cái báo cáo khoa học nào về cái mức độ an toàn. Đấy là góc nhìn của mình về vấn đề đấy. Và cũng chỉ khuyên anh chị là nếu các anh chị cứ muốn thử nghiệm thì các anh chị cứ làm thôi, vì là đấy là anh chị, cuối cùng anh chị phải tự chịu trách nhiệm về bản thân, về những cái sản phẩm đưa lên mặt, xoa lên mặt, uống rồi thì đưa vào cơ thể. Nhưng cá nhân mình khuyên phải bình tĩnh, xem từ rất là nhiều góc, nhìn từ nhiều chiều, chứ còn không nghe đồn thổi từ mồm ông nọ sang mồm bà kia, đặc biệt là cái dân đa cấp thì hết sức là không tốt. Xin chào.